kính thưa quý khán giả của đài truyền hình sbtn hội chợ xuân tại hải ngoại là nơi để cho những người con việt nam tha hương có một nơi chốn có một dịp để đến gặp nhau hàng huyên tâm sự và để ôn lại những truyền thống tốt đẹp trong ngày Tết cũng như để chúc tụng nhau giống như những gì đã xảy ra tại Việt Nam. Thì hôm nay tại Atlanta, hội chợ Xuân cũng đang bắt đầu. Xin mời quý vị cùng chúng tôi vào bên trong hội chợ để xem chuyện gì đã xảy ra bên trong này và người Việt tại tiểu bang Georgia họ đón mừng Xuân ra sao. Nhằm vào ngày 29 Tết, và cũng là ngày Chủ nhật, nên đồng hương đến tham dự khá đông tại trung tâm cộng đồng đại hàng trên đường Live Oak Parkway thuộc thành phố Northcross Cross đúng 10 giờ 30 thì chương trình hội xuân dân tộc năm bính thân do cộng đồng người Việt quốc gia tổ chức được khai mạc. Người ta nhận thấy trong các quan khách danh dự, ngoài các mạnh thường quân và các vị lãnh đạo cộng đồng, còn có các quan chức chính phủ và dân biểu của tiểu bang chương trình khá phong phú với các tiết mục không thể thiếu như múa lân, phát bao lì sì xì đầu năm cho các em thiếu nhi, múa hát nhạc xuân, ca cải lương, thi karaoke. Các chương trình phát thưởng khuyến học, vinh danh những cá nhân và đoàn thể phục vụ cộng đồng. Khách đến chơi xuân, ngoài việc thưởng thức văn nghệ còn được thưởng thức các món ăn Việt Nam. Nếu muốn thử thời vận đầu năm hội chợ còn có cả một phòng chơi game, bầu cua tôm cá riêng biệt để phục vụ bà con. Trong các tiết mục trình diễn tại hội xuân, có thể nói đặc sắc nhất là màn múa cờ Việt Mỹ do 20 cô thí sinh hoa hậu thực hiện. Đây là màn trình diễn được lấy cảm hứng từ sự kiện mang cờ vàng vào cuộc thi của hai thí sinh trong cuộc thi hoa hậu biển xanh là Joanna, ông Thanh Xuân và Liễu Bùi đã làm chấn động dư luận người Việt khắp nơi vào lễ độc lập năm ngoái. Lần này, hai cô cũng được cộng đồng người Việt quốc gia mời đến hội xuân và tham gia trình diễn. Hội xuân năm nay cũng nhằm vào lúc cộng đồng người Việt quốc gia bầu ban chấp hành và hội đồng đại biểu cho nhiệm kỳ 2016-2020. Đến khoảng 5 giờ chiều thì ban bầu cử ngưng hoạt động bầu cử và bắt đầu kiểm phiếu. Kết quả cuối cùng Liên danh thăng tiến gồm Nguyễn Trà My, Đỗ Anh Khoa, Trần Thị Xuân Lan và Đinh Mỹ Liên được tín nhiệm với tỷ lệ 3.618 phiếu trên 3.680 phiếu. Vì vé vào cửa là hoàn toàn miễn phí, nên dựa vào con số phiếu bầu, ban tổ chức cho rằng số người tham dự hôm đó là khoảng 4.000 người. Khanh Nguyễn tường trình từ Georgia